Rồi, xin chào tất cả các bạn. Các bạn có nhìn thấy khách hàng nào đi làm giảm mỡ mà lại nằm trong phong thái ung dung như thế này không? Bạn Duyên ơi, bạn có thể chia sẻ một chút về cái quá trình hôm nay bạn đang làm dịch vụ cho những vùng nào được không bạn? Em đang làm dịch vụ cho vùng bụng, eo, lưng và nách, tay ạ. Mình thấy là hầu hết các khách hàng đi làm giảm mỡ nhá thì đều lo lắng này, sợ sệt, nào là sợ đau này, rồi sợ không hiệu quả này, mà khách hàng nằm phải anh thấy là phong thái quá ung dung luôn ấy. Chắc chắc là mình đã tìm hiểu về liệu trình dịch vụ của viện thẩm mỹ lâu rồi và hôm nay mình quyết định qua làm dịch vụ đúng không bạn? Dạ đúng rồi ạ. Mới đầu thì cũng có lo lắng rồi cũng mất ngủ, nhưng mà sau khi được bác sĩ tư vấn và các dịch vụ thì em thấy là khá là ok ạ. Với cái lượng mỡ thừa rất là nhiều nhé, các bạn có thể nhìn thấy là bạn Duyên hiện tại là lượng mỡ thừa tràn từ phần bụng trên đến hết bụng dưới này, ngoài ra hai bên eo hông mô mỡ rất dày luôn, thậm chí phần tay phần nách nhá. Rất may là bạn lại nằm ở tư thế là đưa hai tay lên như thế này thì sau này chúng ta sẽ nhìn thấy cái vấn đề hiệu quả của mình nó sẽ là rõ ràng nhất. Bạn cho chị hỏi là hôm nay khi mà bạn đến với Korea thì có chia sẻ cho mọi người biết là bạn sẽ chuẩn bị có sự thay đổi như thế này không để cho mọi người cùng hồi hộp và theo dõi không? Tạm thời thì là có hay là không? Có chứ chị, em đang mong là mình sẽ giảm cân và đạt được cái mức cân của lúc thời con gái ạ. Thời con gái là bạn bao nhiêu cân? Em 54 đến 56 cân ạ. 54 đến 56 cân. Vâng ạ. Cao 1m 65. Không ạ, em cao 1m 59 ạ. 1m59 mà nặng 54 đến 56 cân. Vâng Và ạ. bây giờ cân nặng của bạn đang là bao nhiêu? Là 84 cân ạ. Như vậy là đang mong muốn giảm khoảng tầm 30 cân thôi đúng không? Vâng ạ. Cho anh hỏi là cái tình trạng mỡ này của bạn là do sau sinh hay là do chế độ ăn uống sinh hoạt? Cái này một phần là sau sinh và một phần là do chế độ ăn uống sinh hoạt ạ. Bạn có những cái khó khăn gì, có những cái vấn đề gì về sức khỏe này, về quá trình đi lại di chuyển hàng ngày với cái lượng mỡ thừa nhiều như thế này? Em bị chứng về xương khớp vì đau lưng và chân tay bị tê bì, thỉnh thoảng đến mất ngủ và bị thoái hóa đốt sống cổ. Khá nhiều là các bệnh lý liên Vâng quan ạ, liên đến quan đường đến mỡ. xương khớp ạ. Cho chị hỏi là bạn đã từng sử dụng những cái phương pháp gì rồi để mà giảm về cân nặng số đo của bạn? Em thì là dùng phương pháp uống thuốc giảm cân ạ. Mình bắt đầu như chị nhé. Vâng. Trong mặt vẫn hơi lo lắng đấy nha. Bác sĩ đã bắt đầu tiến hành cái tính chất trên phần cơ thể của bạn rồi. Em Cho hơi có triệu chứng về sợ kim, kim tiêm rồi ạ. Nhưng bạn thấy nó như thế nào? Rất nhẹ nhàng, không hầu như là không có cảm giác gì. Không đau nữa đúng không? Vâng ạ. Thì anh nói rồi, hầu hết các khách hàng khi làm phương pháp này xong ấy, cứ hình dung là chúng ta đang đến viện thẩm mỹ relax cơ thể một chút thôi, sau đó chúng ta đã có một cái số đo đẹp, một cái sức khỏe tốt hơn và cân nặng cải thiện rất nhiều rồi. Cảm giác thích nhất là ban nãy được hóa lỏng mỡ ạ. Cảm giác của em lúc đấy thì thấy người mình như thế nào? Rất là cảm giác thì cái bụng nó xe phẳng xuống ấy, rất là nhẹ nhàng. Đây là mình còn chưa cấy tinh chất đâu nha. Sau khi cấy tinh chất thì tầm 5 đến 7 ngày nó sẽ hóa lỏng phần mô mỡ và em sẽ thấy sự đào thải diễn ra hàng ngày, thì phần bụng của mình cảm giác nhiều khách hàng nói là nó nhẹ, nó sụt đi hàng ngày luôn ấy. Và chắc chắn là chị cũng sẽ xin ghi lại những cái thời khắc mà em cảm thấy cái sự đào thải của em nó diễn ra như thế nào. Như các khách hàng mình sẽ có thể nói là lưu lại một cái album đi trong quá trình em làm dịch vụ giảm mỡ tại viện thẩm mỹ Korea được không? Dạ được ạ. Cho chị hỏi là với cái liệu trình dịch vụ này thì cái sự kỳ vọng của em về phương pháp sẽ giúp cho em thay đổi như thế nào, ngoại trừ vấn đề là giảm 30 cân ra như em đang mong muốn? Em mong muốn là mình có cái sự tự tin hơn, đẹp hơn. Chắc chắn rồi, 30 cân cơ mà đúng không nào? Vâng ạ. Bây giờ là mình đang mặc đồ size bao nhiêu? XXL ạ. XL. Nhưng mà với khung xương này, nếu như mà trước đây mà em cao 1m56 mà nặng 54-56 cân đúng không? 59 mà nặng 54-56 cân thì lúc đấy mình cũng đang phải mặc khoảng tầm tương đương size M rồi, size M đến size M. L đúng không? Vâng. Hoàn toàn có thể ra form dáng này nhé, biết đâu lại đẹp hơn thì sao? Vâng ạ, em hy vọng thế ạ. Bạn có sẵn sàng chia sẻ về liệu trình dịch vụ của mình và sự thay đổi sau khi bạn làm hiệu quả thành công không? Dạ em sẵn sàng để gửi tới các chị nào còn tự ti ạ. Sẽ chia sẻ về liệu trình của mình đúng không? Vâng ạ.
Hôm nay qua livestream này thì anh xin phép chia sẻ đây là liệu trình dịch vụ giảm mỡ cho toàn bộ phần thân trên của khách hàng Duyên nhé. Bạn đang làm dịch vụ cho toàn bộ phần bụng, eo, hông, lưng, tay, nách. Và với liệu trình dịch vụ này á, thì bác sĩ đang tiến hành sử dụng máy cấy tinh chất để đẩy enzyme vào trực tiếp vùng mô mỡ. Đây là phương pháp làm một lần duy nhất, không đau, không chảy máu và không có chế độ nghỉ dưỡng. Nhìn cái dáng nằm của khách hàng, các bạn có thể thấy là ung dung đến mức độ nào rồi đúng không nào? Cảm ơn em đã cho viện thẩm mỹ quay lại quá trình cấy tinh chất này và mong là chúng ta sẽ cũng gặp lại một phong thái ung dung như thế này, nhưng mà sẽ với một dáng vuốt thon gọn hơn sau khoảng 20 đến 30 ngày tiếp tới nhá. Vâng ạ, cảm ơn chị. Cảm ơn Duyên và cảm ơn đội ngũ ekip bác sĩ của Viện Thẩm mỹ Korea nhé. Chúng ta sẽ gặp lại bạn Duyên sau livestream tiếp tới với một cơ thể mới thon gọn hơn so với ngày hôm nay rất nhiều nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi clip livestream của Viện Thẩm mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo ạ. Bye bye.